Kính thưa quý vị, biên giới Belarus bị tấn công bất ngờ vào chiều ngày 12 tháng 3 và được biết ngôi làng Kopani của Belarus đã bị máy bay không kích nằm sát biên giới với Ukraine. Việc biên giới Belarus bị tấn công là một động thái cực kỳ nguy hiểm, bởi lẽ chúng có thể khiến cho Belarus tức giận và tung đòn trả đũa vào đối phương. Trong bối cảnh Nga đang thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt nhắm vào Ukraine, việc Belarus bị kéo vào vòng xoáy cuộc xung đột có thể tạo ra một bước ngoặt trên chiến trường. Belarus hiện nay là đồng minh thân cận nhất của Nga. Trước đó, đã có khoảng 30.000 binh sĩ Nga tới nước này tập trận, sau đó đóng lại đây ngay cả khi cuộc tập trận kết thúc. Belarus đóng vai trò là nơi tập trung quân đội, tên lửa và máy bay của Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Nhưng Tổng thống Belarus đã khẳng định quân đội của họ không tham gia trực tiếp Phương Tây cũng đã áp dụng một số lệnh trừng phạt lên Belarus vì đã giúp Nga trong chiến dịch quân sự đang diễn ra. Belarus cũng là nơi diễn ra ba vòng đàm phán của phái đoàn Ukraine và Nga, nhưng họ chưa đạt được đột phá về lệnh ngừng bắn. Khi trao đổi với Tổng thống Belarus ngày 11 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết đã có một số tiến triển trong cuộc đàm phán với Ukraine. Chắc chắn là có một số chuyển biến tích cực. Các nhà đàm phán của Nga đã thông báo cho tôi, Tổng thống Putin nói với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko. Ông Putin không cho biết chi tiết những dấu hiệu tích cực là gì. Ông nói các cuộc thảo luận giữa hai bên diễn ra mỗi ngày. Quay trở lại việc khu vực biên giới Belarus bị tấn công, phía Ukraine cho biết lúc 14 giờ 30 vào ngày 12 tháng 3, biên phòng nước này nhận được thông tin máy bay Nga đã cất cánh từ sân bay ở Belarus lao vào vùng không phận Ukraine và sau đó bắn ngược vào ngôi làng Kopani của Belarus. Đây là một hành động gây hấn, mục tiêu là để lực lượng vũ trang của Cộng hòa Belarus tham gia vào cuộc chiến với Ukraine. Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine tuyên bố trong một thông báo trực tuyến, hiện nay Nga chưa đưa ra bất cứ phản ứng trước cáo buộc của quân đội Ukraine. Belarus cũng chưa có phản ứng về thông tin này. Nga từng hỗ trợ chính quyền ông Lukashenko nhằm đối phó với các cuộc biểu tình bùng phát thành bạo loạn vào năm 2020. Belarus giáp Nga ở phía Bắc và giáp Ukraine ở phía Nam. Quân đội Belarus có quân số tường trực khoảng 56.500 quân và 344.000 quân dự bị. Trong tình trạng chiến tranh, quốc gia này có thể huy động tối đa 400.000 quân. Ngoài ra, Belarus còn có 3,7 triệu dân nằm trong lứa tuổi động viên thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Mỗi năm, Belarus chi khoảng hơn 1 tỷ đô la cho quân đội tương đương với 1,5% GDP của quốc gia này. Con số này còn chưa bao gồm các gói viện trợ quân sự của Moscow dành cho Belarus. Lực lượng tăng thiết giáp của quốc gia này cũng khá uy lực ở Đông Âu với nhiều dòng xe tăng chiến đấu chủ lực bao gồm 69 chiếc T-80B và 446 chiếc T-72BV. Quân đội Belarus còn có trong tay tổng cộng 875 xe chiến đấu bộ binh BMP2, 136 xe chiến đấu bộ binh BMP1 và hơn 200 phương tiện bọc thép khác. Mới đây, Nga cũng đã chuyển hàng trăm thiết giáp BTR-82A cho đồng minh Belarus. Không quân Belarus hiện nay duy trì các phi đội máy bay chiến đấu do Liên Xô sản xuất trước đây như tiêm kích Mi-29BM, Su-27, cùng với đó là những chiếc cường kích Su-25. Belarus cũng kịp mua 12 tiêm kích Su-30SM của Nga để nâng cao sức mạnh của không quân nước này. Belarus cũng được trang bị khoảng 50 máy bay trực thăng các loại gồm trực thăng vận tải đa năng MI-8, trực thăng vận tải hạng nặng MI-6 và trực thăng tấn công MI-24. Cuối cùng là phi đội máy bay huấn luyện của không quân nước này với những chiếc giác 130 L-39, PZL, MI-2. Quốc gia này cũng được thừa hưởng từ Liên Xô khoảng 120 doanh nghiệp quốc phòng. Tuy nhiên, lại không có các doanh nghiệp đủ khả năng tạo ra các sản phẩm quốc phòng cuối cùng. Tuy vậy, khả năng sản xuất của ngành công nghiệp quốc phòng Belarus khá hạn chế, chủ yếu là các loại phương tiện cơ giới và các thiết bị quân sự thông thường nhưng lợi thế của belarus lại là sở hữu dây chuyền bảo dưỡng máy móc quân sự khá lớn và đây vẫn đang là một trong những nhà thầu cung cấp các sản phẩm quốc phòng chính cho nước nga bao gồm các hệ thống định vị thiết bị liên lạc vệ tinh hệ thống anten vô tuyến tổ hợp máy tính trên tàu chiến hoặc trên các phương tiện cơ giới và hàng loạt sản phẩm khác các tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa topol và topol m mà quân đội Nga đưa vào trang bị cũng sử dụng khung gầm xe tải đặc chủng hạng nặng MAZ 7310 và MAZ 7917. Khung gầm các xe đặc chủng của hệ thống phòng không bao gồm cả S300P cũng được Belarus chế tạo. Không những vậy, Moscow và Belarus cùng nhau hợp tác chung một số dòng vũ khí dành cho thị trường xuất khẩu cho các nước thuộc tổ chức hiệp ước an ninh tập thể CSTO hoặc một số quốc gia khác. Một trong những dòng sản phẩm có thể kể đến là biến thể hiện đại hóa của dòng xe tăng lội nước hàng nhẹ PT-76, xe bọc thép chở quân BTR-50P hay tổ hợp tên lửa phòng không S-125. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tin tưởng rằng Nga có thể giúp tái vũ trang lực lượng quân đội với chi phí phù hợp với ngân sách nước này. Hiện nay, ông đang đề nghị cung cấp hệ thống S-400 và tiêm kích số 35. Trong một thông tin khác, cuộc chiến nga ukraina đang có nguy cơ biến thành một cuộc xung đột quốc tế khi các tay súng nước ngoài ồ ạt đổ vào Ukraine. Theo phóng viên của kênh truyền hình Al Jazeera có mặt tại Ukraine, các đơn vị chiến đấu quốc tế của Ukraine đang mọc lên như nấm sau lời kêu gọi các chiến binh nước ngoài đến chiến đấu và ủng hộ quân chính quyền Kiev của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Theo trang Al Jazeera, khoảng 20.000 người từ hơn 50 quốc gia khác nhau đã tình nguyện phục vụ trong lực lượng chiến đấu mới, được gọi là quân đoàn quốc tế của Ukraine, sau khi ông Zelensky công khai kêu gọi người nước ngoài đăng ký chiến đấu để bảo vệ đất nước của ông. Một số tay súng nước ngoài có mặt trên biên giới Ba Lan, Ukraine, được kênh truyền hình Al Jazeera phỏng vấn cho biết rằng họ đã rời khỏi nhà của mình tại London để cầm vũ khí chống lại các lực lượng của Nga. Họ cho biết rằng các biện pháp trừng phạt đối với Moscow là không đủ động lực khiến họ chiến đấu cho chính quyền Kiev chính là do bị thúc đẩy bởi sự thiếu hành động từ các cường quốc phương Tây đáp trả lại chiến dịch quân sự tại Ukraine của Nga. Trước đó, Vyekhona Rada, Quốc hội Ukraine vào tháng 12 năm 2021 đã thông qua một dự luật đơn giản hóa đáng kể quy trình nhập quốc tịch Ukraine cho các cựu chiến binh của cuộc xung đột Donbass và cho cả những công dân Nga chính gốc. Đáp trả lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 11 tháng 3 đã cáo buộc các nhà tài trợ phương Tây cho chính quyền Kiev công khai gửi lính đánh thuê đến Ukraine, vật lờ các quy tắc của luật pháp quốc tế. Ông cũng ủng hộ đề xuất của Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga Sergei Shoigu về việc chuyển vũ khí Nga thu giữ ở Ukraine cho các nước Cộng hòa Donbass. Hôm 11 tháng 3, Đại tướng Sergei Shoigu tuyên bố có hơn 16.000 tình nguyện viên đến từ hàng chục quốc gia Trung Đông và Châu Phi đăng ký sẵn sàng chiến đấu hỗ trợ cho DPR và LPR, Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk ở miền đông Ukraine, mới được Nga công nhận độc lập hôm 21 tháng 2 năm 2022. Một số tình nguyện viên châu Phi, ví dụ như Congo, được hãng tin Nga Rianovosti phỏng vấn đã tuyên bố, chúng tôi là những người lính Congo sẵn sàng hỗ trợ Nga trong cuộc chiến chống Ukraine. Mọi thứ diễn ra ở đó là do hậu quả những hành động của phương Tây. Một tay súng châu Phi khác nói rằng, chúng tôi biết rằng NATO đứng sau vụ này. Những người Cameroon chúng tôi, nếu được yêu cầu ủng hộ Nga, chúng tôi sẽ đi mà không bao giờ phải suy nghĩ đến lần thứ hai. Theo giới truyền thông, các nguồn tin không chính thức cho biết, phần lớn tình nguyện viên Trung Đông đã được tuyển dụng chiến đấu cho DPR và LPR đến từ Syria, Iraq và Liban. Ngoài ra còn có hàng ngàn tay súng khác đến từ Algeria, Sudan, Cộng hòa Congo, Cộ, Cameroon và Cộng hòa Trung Phi.